Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lychee, nhãn hàng collagen 82X sẽ lên nhận giải thưởng. Đây là sản phẩm cung cấp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chất lượng, giàu dưỡng chất nhằm mang đến sự khỏe đẹp cho cộng đồng nữ giới.